Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 21 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc chỉ còn có mưa ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang với lượng mưa từ 5 tới 10 mm, nhưng toàn vùng vẫn duy trì được trạng thái khá là mát mẻ với nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 24 tới 26 độ. Sang tới ngày hôm nay, ảnh hưởng của hội tụ gió đến Bắc Bộ chỉ còn duy trì trạng thái nhiều mây ở các tỉnh vùng núi và khu vực ven biển. Nền nhiệt cao nhất trong ngày các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định duy trì trong khoảng từ 29 tới 31 độ. Còn với các khu vực còn lại của miền Bắc, ảnh hưởng của hội tụ gió không đáng kể, vì thế trời có nắng và nhiệt độ dao động từ 32 cho tới 33 độ. Còn tại Trung Bộ, trong chiều và tối qua vẫn có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Tuy nhiên từ đêm qua, giải hội tụ nâng trục dần lên phía Bắc nên vùng mưa lại tại khu vực Trung Bộ chỉ tập trung tại các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi. Sang tới ngày hôm nay, trời tạnh ráo hơn, nền nhiệt cao nhất trong ngày các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận dao động trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ. Lưu ý chiều và tối nay, khu vực vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện trở lại những cơn mưa rào và dông. Trong mưa dông thì cần đề phòng với tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong đêm qua, giải hội tụ nhiệt đới tạm thời suy yếu nên cả Nam Bộ và Tây Nguyên chỉ còn có mưa ở một vài nơi. Sang tới ngày hôm nay, cả hai vùng trời có nắng, tuy nhiên cường độ nắng giữa hai khu vực là khác nhau. Nam Bộ nắng mạnh hơn nên nhiệt độ cao hơn, dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Còn khu vực Tây Nguyên nắng yếu và lại có tác động của địa hình cao nguyên nên nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 29 đến tới 31 độ. Tuy nhiên đến chiều và tối nay, thời điểm sau 15 giờ, mây đối lưu phát triển trở lại và gây mưa dông ở diện rải rác cho cả Nam Bộ và Tây Nguyên. Trên biển hiện nay giải hội tụ nhiệt đới có trục ở vào khoảng từ 11 đến 14 độ vĩ Bắc, nâng trục dần lên phía Bắc. Trên giải hội tụ nhiệt đới này đã xuất hiện thêm một vùng áp thấp di chuyển từ Philippines sang trong ngày hôm qua. Hồi 3 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,4 độ vĩ Bắc, 117,3 độ kinh Đông trên khu vực giữa biển Đông. Dự báo trong 24 tới 48 giờ tới, áp thấp di chuyển khá nhanh theo hướng tây tiến về đất liền nước ta. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ trung bình, nên ở khu vực từ vùng biển từ Nghệ An tới Cà Mau, từ Cà Mau tới Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, biển động mạnh. Theo nhận định của chúng tôi, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới của áp thấp này là khá ít. Tuy nhiên dù không mạnh, nhưng áp thấp này vẫn sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Bộ trong đêm ngày 23, rạng sáng ngày 24 tháng 9. Do ảnh hưởng của áp thấp từ ngày 23 tháng 9, Trung Bộ sẽ tiếp tục bước vào một đợt mưa lớn kéo dài đến ngày 25 tháng 9. Do mưa lớn dồn dập tràn về trong những ngày tới, cộng với việc nền đất đã no nước do ảnh hưởng của vùng áp thấp đổ bộ trước đó, nên Trung Bộ đối diện với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng thấp. Vì vậy, bà con Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ cần đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập xảy ra, đặc biệt trong tháng 10, vì thời gian này, ngoài bão ở Biển Đông, thì ở phía Bắc còn bắt đầu có sự hoạt động của không khí lạnh. Đây là tổ hợp hình thế thời tiết rất bất lợi, bão và kèm theo không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới sẽ khiến các đợt mưa lớn ở miền Trung kéo dài,